Nó còn chui vãi bên trong kìa. Quay rộng ra. Con... quay quay cho rộng cái ra tôi. Cái bên trong nhiều rô lắm. Không ít đâu. Đầy rô bên cái cống để cống biếng ạ. Anh quay đây. Cống mà rộng tí đó đi vào được ấy. À đi vào được đấy. Quay đây. Thương. Cái quay đây, cứ quay đây. Mua 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 không một lượt. Ừ, nhưng không có gì. Toàn ốc không à. Ốc nhiều thôi. Thôi. Ốc này mới gọi là sạch ấy nhỉ. Ốc này ăn được. Tối ông khu này có cái gì đâu đúng không? Rồi chợ còn bắt cá ăn đi. Đấy. Quý rồi. Còn nó đi hết chỗ chân. Có nhạc ốc không? Đâu, ốc này miền Tây mình nó chẳng nhặt mỗi cái đầu với xào sở ốc nè. Ốc này cần mỗi cái đầu thôi. Có cá đi chú. Cái chỗ cái kia có một con cá rô kìa. Đâu? Trước mặt anh ấy. Không có con nào. Mà chú nào trong bùn ấy mới thấy được. Mẹ này chỉ nắm ốc. Ôi, xin xin. Ăn ốc. Úi dạ ơi, đường này con cá rô nó rút xuống này. Ngãng ơi, rút hết vào đây rồi. Nó chui vào mà. Đây ra nó không còn ở ngoài này là không còn đâu. Không. Mấy cái đường này đầy rô chứ. Ngoài trong cái xe. Hồi nãy nó rụt rụt ra thấy mình nó chui xuống sình. Nhiều lắm. Rụt hết. Nãy giờ mấy con. Còn nó kêu cỡ nhỉ. Dạ. Mình cống hát cho nó. Cho nó ấy. Con rô con bắc chi. Con là giống. Đầy nước. Đi đấy. Về nhá. Về mang giỏi về hôm lên nhá. Đây con gà rô đây này. Tao giúp đầu. Mà cây khều thì bắt kiểu gì? Đấy, đấy, đấy. Phải không? Đây nè. Đi. Bẩn. Bắt cá anh ạ. Đầy. Chờ tí là hút nước nữa. Cho ta chứ. Anh Nam. Mấy bác thầy từ đằng bắc rồi. Con ngô rồi, tôm tép. Du Phi. Sổ phải trước bắc rồi. Du Phi rồi. Không được à? Du Phi. Ôi một con chuẩn to to. Con đâu? Ở trong cái đấy, mấy chị đấy đấy. Nào? À, đây toàn rô ta không ấy nhé. Rô ta đúng rồi.
quan ấy hết rồi. Thế thôi, quan con đã cả, còn có đồng phi thì. Ôi trời, đã nó như mang cái chỗ cái vòi bơm kìa. Đây rồi, được cá kỹ đâu ta. Không có rô phi rồi. Có rô phi? Ít thôi. Đúng rồi, ít thôi. Đúng rồi. Con rô phi này bắt làm cái gì? Há nó ra. Ê, nhìn nó thấy cá. Mẹ này quan được đâu. Khoai khoai nó ra nhá. Đâu, chú cầm cái này đi, tôi ra tôi hút tin là cái này đem về giá.